Hôm nay nhá, sẽ làm một clip gọi là ảo thuật đường phố mọi người xem, đẳng cấp luôn. Làm đi để tôi làm cho mọi người xem bảo luôn. Lắm tay lại, nhắm mắt, giờ mà mọi người xem nhá. Bác sĩ Hùng, Tân Trang Thiệp và Làng Hùng Kín số 1 tại Việt Nam.